Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái cách thức tiếp thị lại trong hệ thống mạng hiển thị của Google. Chắc hẳn cũng đã từng đôi lần khi các bạn truy cập vào một website nào đó và các bạn thoát ra, sau đó các bạn truy cập vào những website khác thì các bạn thấy cái mẫu quảng cáo của cái website trước đây các bạn đã từng truy cập vào cứ theo đuổi chúng ta hết website này đến website khác. Hay nói cách khác, khi chúng ta truy cập vào bất kỳ một cái website nào, chúng ta cũng nhìn thấy cái mẫu quảng cáo này. Thì cái cách thức quảng cáo như thế được gọi là tiếp thị lại. Như vậy, tiếp thị lại là gì? Tiếp thị lại là cái cách thức mà chúng ta quảng cáo, chúng ta tiếp cận với những cái khách hàng đã từng truy cập vào website của chúng ta trước đây, theo đuổi họ, nhắc nhở họ nhớ đến thương hiệu cũng như sản phẩm của chúng ta, những sản phẩm mà trước đây họ đã từng quan tâm. Thì cái cách thức tiếp thị lại hiểu một cách đơn giản như là chúng ta theo đuổi một cô gái. Chúng ta cần tăng cái tần suất xuất hiện để nhắc cho cô gái nhớ sự hiện diện của chúng ta với hy vọng là một ngày nào đó cô gái sẽ chấp nhận chúng ta. Thì cũng giống như cái cách mà chúng ta tăng cái sự hiện diện trước mắt của khách hàng, nhắc cho khách hàng nhớ đến cái thương hiệu cũng như sản phẩm của chúng ta với hy vọng là khách hàng sẽ mua hàng của chúng ta. Theo một cái thống kê, 96% khi khách hàng truy cập vào các website của chúng ta lần đầu tiên, khách hàng sẽ không mua hàng. Và nếu như chúng ta bỏ qua những khách hàng như thế thì việc bán hàng của chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì khi lần đầu họ vào website của chúng ta có nghĩa là họ đã quan tâm, họ là những người đã quan tâm đến sản phẩm của chúng ta. Và để tiếp cận hiệu quả thì chúng ta cần phải tìm kiếm những người thật sự quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của chúng ta để biến họ trở thành khách hàng thật sự của chúng ta. Thì việc mà chúng ta tiếp cận những khách hàng đã từng truy cập vào website của mình là một trong những cái cách tiếp thị hiệu quả nhất hiện nay, và đó được gọi là cái cách thức tiếp thị lại. Như vậy, những cái đối tượng tiếp thị lại của chúng ta sẽ bao gồm những ai? Sau đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số các đối tượng mà chúng ta cần phải tiếp thị lại. Thứ nhất là những khách truy cập vào website của chúng ta nhưng chưa thực hiện hành động chuyển đổi. Hành động chuyển đổi có nghĩa là họ vào website của chúng ta, sau đó họ thoát ra và họ không thực hiện một cái chuyển đổi mua hàng. Hoặc là họ không thực hiện một cái chuyển đổi về việc đăng ký, hoặc là họ không gọi điện đến để mua hàng của chúng ta, được gọi là những người truy cập vào website nhưng không thực hiện chuyển đổi. Một cái đối tượng thứ hai là khách truy cập vào website của chúng ta và chi tiêu nhưng cái mức chi tiêu dưới cái mức chi tiêu mà chúng ta mong muốn. Điều này, những cái đối tượng này thì áp dụng cho những cái website thương mại điện tử, những website có thanh toán online. Một cái đối tượng tiếp theo là cái đối tượng mà lần đầu tiên khi chúng ta set up cái màn hiển thị, chúng ta tiếp cận đến họ và họ click vào website của chúng ta. Và sau đó họ truy cập, họ cũng truy cập vào website của chúng ta nhưng không phải bằng màn hiển thị. Thì đây cũng là một cái đối tượng mà chúng ta cũng sẽ tiếp thị lại với họ. Hoặc là một cái đối tượng truy cập vào website của chúng ta và lựa chọn sản phẩm, bỏ vào giỏ hàng nhưng họ không mua hàng. Thì đây cũng chính là những cái đối tượng mà chúng ta cũng cần phải tiếp thị lại. Như vậy, tiếp thị lại mang đến những lợi ích gì cho chúng ta? Sau đây tôi sẽ chia sẻ một số các lợi ích thiết thực của cái cách thức quảng cáo tiếp thị lại. Thứ nhất, tiếp thị lại giúp chúng ta theo đuổi khách hàng tiềm năng của mình, những người đã từng truy cập vào website của chúng ta. Thứ hai, giúp chúng ta tăng cái sự nhận diện thương hiệu trong mắt khách hàng, cũng như là tăng cái độ mạnh của thương hiệu thông qua cái việc, cái tần suất của mẫu quảng cáo chúng ta xuất hiện trong rất nhiều các website trên màn hiển thị của Google mà khách hàng nhìn thấy. Và khách hàng sẽ không biết được, chỉ có họ mới nhìn thấy những mẫu quảng cáo này của chúng ta trên những hệ thống website đó. Một cái lợi ích thứ ba đó là chúng ta sẽ cung cấp được những cái thông tin mới nhất, nóng hổi nhất và kịp thời nhất đến cho khách hàng tiềm năng của chúng ta. Một cái lợi ích thứ tư đó là giúp mà chúng ta tiếp cận đúng đối tượng khách hàng, đúng thời điểm, giúp tăng cái tỷ lệ chuyển đổi và gia tăng doanh số thông qua những cái cách thức nhắm mục tiêu mà tôi đã chia sẻ ở phần trên. Khi có một người nào đó truy cập vào website của mình thông qua một cái mẫu quảng cáo hiển thị mà chúng ta đã tiếp cận đến họ, thì họ click để truy cập vào website của chúng ta, hoặc là họ có thể gõ trực tiếp trên trình duyệt để truy cập vào website của chúng ta. Thì chúng ta muốn tiếp thị lại cho những người này thì trước tiên trên website của chúng ta phải gắn một cái đoạn mã theo dõi, và chúng ta phải gắn lên tất cả các trang trong website. Chỉ gắn một lần và chúng ta có thể theo dõi được hết tất cả các cái trang trên website. Thì khi người dùng truy cập vào những cái website mà có gắn cái mã theo dõi này thì hệ thống sẽ gắn một cái cookie lên trình duyệt của người đã từng truy cập vào.
thì khi họ dùng trình duyệt này truy cập vào những cái website khác trên mạng hiển thị của Google, thì Google sẽ biết được đây là những người trước đây đã từng truy cập vào website của chúng ta. Và khi mà có khách hàng truy cập vào website của mình thì chúng ta sẽ tạo ra một cái danh sách. Và cái danh sách này là danh sách để sau này chúng ta sẽ set up một cái mẫu quảng cáo hiển thị để chúng ta tiếp cận đến họ. Thì khi đó cái mẫu quảng cáo của chúng ta sẽ chỉ xuất hiện cho những người nằm trong cái danh sách cookie này. Thì cái danh sách cookie này sẽ chỉ active khi nó lớn hơn 100 cookie, có nghĩa là tương đương với lại 100 khách hàng, tức là cái độ lớn của danh sách phải là 100 khách hàng. Như vậy, để tiếp thị lại thành công thì chúng ta phải thiết lập cái mục tiêu, chúng ta phải phân tích xem coi khi khách hàng truy cập vào website chính của chúng ta thì chúng ta sẽ thiết lập những cái mẫu quảng cáo nào cho những khách hàng này. Hoặc là khi khách hàng truy cập vào những trang con ở bên trong thì chúng ta sẽ set up những cái mẫu quảng cáo nào cho họ. Bởi vì với mỗi một cái thông tin của một trang á, thì nó thể hiện một cái nhu cầu mua hàng khác nhau. Thì đây là một cái ưu điểm rất tuyệt vời của hình thức quảng cáo tiếp thị lại, giúp cho chúng ta có thể đưa ra một cái thông điệp phù hợp cho từng cái đối tượng khách hàng. Và để hiểu rõ hơn về cái hình thức quảng cáo tiếp thị lại này thì tiếp theo tôi sẽ demo cho các bạn xem cái cách thức mà chúng ta gắn cái mã code vào trong website của chúng ta như thế nào, chúng ta tạo cái danh sách khách hàng chúng ta ra sao và chúng ta tạo cái quảng cáo tiếp thị lại cho họ như thế nào qua cái bài demo về thực hành.